Mình cho mọi người nha. Hôm nay tiếp tục mình làm clip cho mọi người xem này. Đây là cái nước để mình pha chế tiết canh nha mọi người. Đây. Đây một quan trọng. Đó, đây là tiết canh. Còn cái vịt của mình vừa đang luộc lên nha mọi người. Đây mình tiết gần luôn anh. Tiết gần này. Gần. Mọi người ơi, tiếp tục video của mình. Bây giờ mình cắt của hành tây anh. Cái nuôi vi vịt nó như cái la biết này đi bộ đèn cái hướng dẫn cho các mọi người đi làm tiết canh nhá. Bữa nay mình bắt đầu làm đầu bếp nha mọi người. Lâu lắm mình chưa ăn tiết canh, bây giờ mình thèm các mình tự tay mình làm luôn. Mình chào mình nhìn đang xem nhá. Có gì mọi người xem nhớ ủng hộ kênh cho mình Siêu Hâm Vlog nha. Nhớ đăng ký và chia sẻ cho mình. Ủa. Nghe con là cái gì? Gần qua đây nè. Ra. Đây mọi người ơi, thế là vịt của mình đã luộc chín rồi nha mọi người ơi. Bắt đầu mình từ từ để nó nguội tí nữa mình băm nấc cái cổ đây nha mọi người. Nấc cái cổ. Con quăng đi. Wow, đây. Làm tiết canh là không lấy cái da nha mọi người. Lấy da là nó đông đông do nó nhiều mỡ. Quay mà đi nhầm lên tay quay hiểu cái gì chịu quay để biết nhầm rồi. Cứ nhảy hai đầu bếp luôn nha mọi người. Anh này là sư bố đang lọc đầu bếp. Đây này, mọi người có xem món ngon lắm. Mọi người muốn thích quá nha. Mệt hơn miếng lem nữa cả nhà. Gần qua đây nè.
Đấy mọi người ơi, thế là món ăn của mình đã xong nha mọi người. Mình đã làm xong cái món tiết canh. Làm tô luôn, hai con làm bỏ vô tô luôn. Đúng không chị? Đúng không chị được không? Chào mọi người đi chứ. Hello. Khô kiêng đi, mình khô kiêng nè. Mày nhớ thế vậy. Đây nha, đây là món đặc sản của mình nha. Lá mì với cua, cua đồng. Lá mì chuẩn cua đồng lên đi. Món này là món truyền thống của dân tộc Tây Nguyên luôn mọi người. Đây đây là vịt xiêm của mình đây. Mời mọi người cùng thưởng thức món tiết canh của mình nha. Ngon không? Ngon. Quá ngon. Đấy. Ai ăn cũng khen tay nghề mình nha mọi người. Bằng minh nhắc này, cái này được anh bằng minh rồi. Này hấp, này bơ hấp là con. Gọi nhầm bằng hiệp vậy. Kín. Bơm. Tay toàn hết rồi. Ngon. Ông bực ra. Yeah, con bẹt đâu. Tôi lấy bực ra.